vậy chứ bàn tay nào gây sự ở ông châu. Mê hôn thương nữ thằng trắng bịt mấy đầu, ghé thơ đài đoạn không cha, mẹ già buồn tuổi con ta. Đồn quốc đồng ấy chỉ động can qua, thiên cổ gây ngơ ngẩn đất hàng trời sầu. Sao người chẳng hiểu chuyện cơ cầu, lửa giận trong lòng sao chẳng bừng sôi. Lại tiếp ai với một tay tôi măng tăng sứ quả vào nhà để giết lân ngồn dòng dõi của quản gia. Đêm dồn ma quyết của ông cha, ba lần máu bổn tôi là chỉ vì phá tắc sang hà cần việc trường hai. Ta không thể phải ngờ mặt lo bọn chúng gặp. Hoàng hậu nói thế nghĩa là gì? Xin cho lão phu được